Dạ Vũ, xin chào bà con nha. Hôm nay Cam Lùm Niệm quay y về được hai bộ. Đẹp xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn ha. Mặt tháo xe chiều 8 bộ anh em Cam Lùm Niệm quay y bán hoài đó. Quá mới luôn. Nhìn CM Gucci trước là 1.4, sau là 1.60. Anh em đi vỏ 2.75 nha. Này là niềng tháo xe, có bật đạn, ống chỉ, không có mớ đùm, có dây tim đàng hoàng ha. Quá mới. Thì hồi đó giảm bán rất là nhiều. Rồi cái này mặt hàng này đã đứt hàng không giờ lâu. Bây giờ chưa thay qua Thái, giờ sao nó về miền Tây toàn là bánh mâm không. Nó không có bánh căm, khó tìm lắm. Lâu lâu mới có được vài ba chiếc bánh căm tháo ra thôi. Rất là cực khổ. Thì cái này hổng dài thì cũng được mấy bộ, nói chung được mấy bộ nó bán cho khách hàng trơn. Là CM Gucci mà 1.40 ngoài trước ha. Cầm nè anh em coi nè. Lung linh ha. Nước sơn đùm Thái nè, có thùng, có cục thùng này luôn nè. Nó xin diện. Đem gấp cà phê ở đây thôi. Hàng tháo xe có kêu gon đàng hoàng anh em, không có nói dốc ha. Ra Cam Lùm Niệm quay y có kêu gon tháo đàng hoàng. Giá cặp này là 1.8 triệu. Cuộc alpha thì cũng về được một số. Hình như là có ai gỡ ít được mấy cặp đó. Ai gỡ ít là phục màu đỏ mà em không có quay, em bỏ bên nhà bên kia không có đem về. Ai gỡ ít nè. Ở lộn, cái này phục alpha nè. Còn ai gỡ ít nó giống vậy nhưng màu đỏ, phục alpha 2021, hàng tháo xe chưa sử dụng nha. Này trong xe tháo ra ta lên phục độ kiểu nha, lên phục độ ta dư ra ha. Chưa chạy luôn, trong hết tháo ra đó. Thì cặp phục này em bán là 560, bán không dài ha. Còn được mấy cặp đó nha anh em. Thôi má đùm khó lấy, má đùm với cùi dẻ khó lấy. Đây tháo hai cái này nha. Rồi thì tiếp theo hôm nay có được một cái bô. Một cái bô với một góc cặp trệt. Với một gác chân ngơ, một cọp, hàng cọp nha. Cái bô ghim 125, hàng bao đúng cọp, chạy đúng 14 km. Trong xe tháo ra chạy 14 km. Bảo với anh em là lung linh, không còn gì để tả luôn. Lung linh đó, nói chung là một tiếng là lung linh. Đèn đứt đèn dữ dằn lắm ha. Trên xe là 2022 đăng ký 22 luôn á, nhưng mà còn dính đắt 2021 à. Rồi nói chung cái bô này là linh linh không, khỏi cần suy nghĩ gì hết. Giá 2.7 triệu nha bà con. Còn cặp gác chân nhôm này á, là cũng cái xe 14 cây đó đó, là giá 1.3 triệu. Giá khỏi suy nghĩ luôn, hàng nào bán là khỏi suy nghĩ nha. Bao đẹp, bao lung linh nha. Ghim tháo xe xuất sắc luôn. Giờ có chùi mới xạ luôn, có thời gian nữa mà chùi. Rồi cặp này là bao whip bao cặp, nói chung là cái trên cái mặt hàng này là nói là anh em biết đó, cái này là 2.7 triệu nè, bao cặp. Cái này là bao cặp luôn. Vừa vừa có trừng phạm vô trong nha. Đây là lấy kéo á, đừng có lấy cái dao. Lấy kéo này bấm. Đây là gốc cặp tre, gốc cặp tre ghim 125, hàng cọp, xe đi 14 km. Thì 3 triệu. Hàng bao cọp với anh luôn ha, nhưng mà cái giá không hề rẻ đối với những cái mặt hàng này ha. Ấy một góc ra cũng được, cho quay phim cũng được, nó hơi tháo ra mấy công nữa gắn vô lại đó. Tại hàng mình là bao whip, anh em khỏi lo về vấn đề mà bán hàng kém chất lượng. Lấy bộ ốc ra đây luôn, cái bọc ốc. Quá whip luôn nha, nói chung là gấp chứ cặt te ghim 125 anh em vô shopper được ha. Vô xe gì đó anh em vô thì hãy quên, nhất là shopper ghim á. 3 triệu là bọn gì ha. Quá chưa mới luôn. Nè nó trơn nè. Ở đây nó có cái cây đũa của nó đi theo anh nè, cái cây mà bự bự á. Cây sơn á.
này gấp à, tháo xương xương gì được à, cho ta coi nè, nước sơn gấp gì nè, ở luôn sức sơn gật ra nè, cho nên nó đồ của nó rất là nhẹ nha anh em, đồ đồ gấp của ta là rất là nhẹ nha. Cái bọc ốc ra chỗ cái đó kìa, nó đâu bật đạn đâu có xài đâu có bán, bỏ vô trong rất là nhẹ rất là êm ha, mới vậy nè à. Chưa cái này chưa gỡ lần nào luôn, cái sơn hãng quẹt còn làm dấu hết trơn, quốc long á, dấu quốc long làm dấu. Rồi thì cái bộ gấp chưa cặt te này là sẽ là 3 triệu nha, tiền nào của đó anh em chơi hàng cọp thì em tính theo cái giá nó hàng cọp nha, nên là đừng có ném đá ha. Thì thế mình nhắm được thì mình liên hệ mua, còn không được thì mình xem giải trí chơi, tại vì những cái mặt hàng này cái giá nó sẽ rất là thốn. Đây là bộ ốc của Gim 125 xe đi 14 km. Nó bao gồm nhiêu, nó sẽ thiếu cái đợt này nó bao gồm nhiêu, nó thiếu hai cây cốt, hai cốt trước cốt sau với hai con ốc cốt á, cái này là ốc cùi dĩa để gá vô đây nữa, anh em mình xếp lại để gá, lấy đầu chim vô để gá vô. Em có lót này là vậy này nè, đó thì nhiêu đây. Thì nó sẽ có ốc mái, ốc gì nó thiếu ốc mái anh em, thiếu hai cái bát tăng sên, thiếu cốt trước cốt sau, mấy cái đầu dây treo gì nè ha, hàng thì bán là hàng VIP mà, sao nó tối hù rồi ta, cái điện thoại này quay tối hù à, điện thoại nhỏ quay tối hù, còn lớn hết pin nè. Nó gồm là xo dưới nè ha, mấy con ốc này là ốc ở bên dưới nè, ốc ngoài sao, ốc đùi, ốc số 10 gì nè ha, rất là nói chung là ốc như là ốc trong hãng đó, nhưng mà là ốc riêng nó sẽ lì lì đẹp lắm, mấy cái thùng nữa nè ha, ốc áo nữa nè, ốc áo nè, có ốc áo luôn nè ha, quá đã ha, ốc áo nè đó, nó sẽ được nhiều ốc nè, nó thiếu ốc nè, không có đủ bộ nha anh em, nhưng mà có sao mình bán vậy đó. Hai con ốc này là hai ốc phục nè, tạo hai ốc phục làm ra rồi ra rất đẹp, ốc phục là còn con nữa nè, còn đây con ốc phục nữa nè, đó ốc lông hãng quẹt con chân nè ha, là xo đũa nè, rồi xo bán ra. Cái con ốc của cái đũa nè, nó nhiều ốc tổng cộng là bao nhiêu ốc sẽ thiếu, lên xe là không có đủ nha anh em, nhưng mà cái này vô khu channel là tuyệt vời, dưới qua nhỏ là vô muốn hết xe luôn ha. Đó, bánh lì câu nè, ốc con ốc này ốc gì đẹp chứ đó. Rồi nói chung là nhiều ốc của Gim 125 đó thì nó sẽ thiếu, em cũng không có gần gì mà xe cho mấy con ốc này, không biết nằm vị trí nào thì em đổ ra nhiêu thì bán nhiêu nha. Rồi em bán với mấy anh là 1,2 triệu. Rồi cái giá là bỏ ốc này y chang vậy đó, anh em dầm cho kỹ nha, vô khu chờ neo là tuyệt vời mặt trời luôn ha. Rồi hai con ốc nồi chùa đẹp nè, đậu nồi dinh mà nồi dinh đẹp lắm. Rồi vậy đi nha bà con, rồi còn cái gì nữa không, hai cái gắt chân ra đợi đợi ha. Rồi vậy đi thì thôi đi, mình làm nhiều việc lắm. Rồi thôi chào anh em ha, mình sẽ làm công việc khác đó. Xin chào.